chào cả nhà, lại là mình Tú Mi nè. Hôm nay mình lại đi chơi nè mọi người ơi. Thiệt ra nó đi chơi vậy thôi chứ đi công viên đó mọi người à. Lúc mình quay video thì ở hàng cấm không được tụ tập trên 5 người và không được ngồi ở quán cà phê uống nước nên chả biết đi đâu cả. Cuối cùng thì tụi mình quyết định đi dạo ở công viên gần nhà mình. Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, ngoài trời thì âm u với lại hơi lạnh một xíu. Đang trên đường đi thì thấy cái Daiso nên ghé vào tham quan luôn. Mình nhớ không nhầm ở Việt Nam cũng có Daiso phải không ta? Không biết thì bây giờ nó có còn hoạt động không nhỉ? Daiso này có tới 3 tầng lận, có rất là nhiều đồ gia dụng cần thiết. Ai qua hàng mà muốn mua gì thì nhớ ghé Daiso mua nhé. Đồ cực rẻ và có nhiều kiểu mẫu mã đáng yêu. Có bán rất là nhiều đồ, từ đồ dùng bếp cho tới đồ trang trí gia đình. Không biết là đi vô Daiso là đi ngắm đồ hay là đi soi gương nữa. Mà mỗi lần mà mình vô Daiso là thủ tục đầu tiên của mình là phải soi gương trước. Gian hàng thì cực kỳ rộng luôn, nói chung là đồ gì cũng có hết trơn á. Muốn mua lắm mà không có tiền mua thôi mọi người ơi, khổ thiệt chứ. À, ở dưới này còn bán đồ dành cho thú cưng nữa. Nói chung là cũng xinh lắm mà cũng rẻ. Hình như mình nhớ không nhầm có 5.000 won hay sao á. Mình mà nuôi thú cưng là mình cũng sẽ mua đồ ở dưới này á. Tại vì bên hàng nuôi thú cưng rất là khó nên là mình không thể nuôi thú cưng được. Cái cây gậy này là cái cây gậy leo núi á mọi người. Nếu mà mọi người có coi video trước của mình, cái video mà mình đi leo núi á, thì mọi người sẽ biết là khi mà leo núi thì người hàng người ta sẽ sử dụng cái cây gậy để leo lên cho nó thoải mái hơn. Hoặc là khi mà tuyết rơi á, thì dùng những cái cây gậy này để khỏi bị trơn trượt. Thì cái cây gậy đó thì ở Daiso cũng có bán á. Và đây là gian hàng quà lưu niệm. Tùy vào từng cái Daiso, có những Daiso nhỏ thì đồ bán rất là ít, nhưng mà cái Daiso mà mình đi thì nó rộng với lại bán rất là nhiều đồ luôn, nên là muốn mua cái gì đều có hết đó. Không biết mấy cái này làm gì nữa, mỗi lần vô Daiso mua thì ít mà nghịch thì nhiều, bởi vì Daiso mỗi mùa sẽ ra nhiều sản phẩm mới nên là mỗi lần vô thấy cái nào cũng mới lạ trơn. Daiso còn bán đồ ăn nữa, bánh kẹo giá cũng rẻ, còn bán nguyên liệu làm bánh các kiểu nữa. Mọi người có ai biết cái đồng xu này không? Mình nhớ hồi bé thì mình hay ăn cái này lắm luôn á. Thì trong cái đồng xu đó thì có sô-cô-la. Trời ơi, ăn cực kỳ ngon luôn. Nhớ hồi bé mình ăn quá nhiều nên bị súng răng luôn. Ngoài ra thì còn có chili nữa. Tức gì nhà mình nữa, có nguyên một cái tiệm đồ ăn tích tích mấy. Còn bán nhiều gấu bông nữa. Hồi xưa thì mình đâu biết là trong Daiso có bán gấu bông đâu, nên là mình cứ đi ra chỗ khác mình mua. Giá thì mắc hơn so với Daiso. Trước công viên mình tính đi thì có cái trường đại học, thì trường đó lúc xưa mình đã từng theo học nên là giờ mình đang đi qua trường chơi một xíu. Biết sao qua không, tại vì bạn của mình chưa ghé qua trường xem xong lần nào nên là mình muốn dắt bạn đi qua giới thiệu sơ về trường.
Mọi người có thấy cái cửa hàng tiện lợi đó không? Hồi xưa thì mình hay ghé cái cửa hàng tiện lợi đó lắm luôn á. Tại biết sao không? Có bạn nhân viên ở đó bao đẹp trai luôn. Chắc sinh viên Sejong ai cũng biết đoạn đường này đúng không? Này là cổng sau trường Sejong, lâu lâu mới ghé trường bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Mặc dù chỉ học ở trường này đúng một năm thôi, nhưng có rất là nhiều kỷ niệm đẹp và quen rất là nhiều bạn ngoại quốc. Đây là cổng sau của trường đại học Sejong. Nhìn thì hơi tồi tàn một xíu thôi chứ, tí nữa mình cho mọi người thấy cổng trước của trường nhìn hơi bị hành tráng đó nha. Và tòa nhà này là tòa nhà dành cho khoa học xã hội. Và điều đặc biệt hơn là tầng 13, tầng 14 thì là tầng ký túc xá dành cho sinh viên trao đổi. Và tầng 15 của tòa nhà này thì có một cái căng tin với lại một cái hội trường. Thì căng tin của tòa nhà này thì ăn rất là ngon. Thường thì sẽ là buffet và giá thì cũng không mắc lắm. Lúc mà mình ra trường rồi thì nó mới xây dựng lên nên là mình cũng không biết là cái tòa nhà tên là gì. Mọi người thấy công viên ở trường rộng không? Đây là cổng chính của trường. Trường mình hoành tráng ghê còn nghĩ tiếng Việt nữa. Và đối diện trường là công viên con nít. Công viên này thì dành cho con nít á mọi người. Cuối tuần thì sẽ thấy các cặp vợ chồng dắt con đi dạo, hoặc là các cặp đôi sẽ đi dạo. Khuyến cáo mọi người là không nên đi công viên này một mình nhé. Lần đầu tiên mà mình tới Hàn Quốc, cái nơi đầu tiên mà mình đi đó là cái công viên trước cổng trường mình, đó là công viên Urinite Kongwon. Thì cái công viên này nói chung là nó rất là rộng. Trong công viên thì còn có cái sở thú nữa, vào mùa xuân thì hoa anh đào nữa rất là đẹp. Cũng là một trong những nơi mà khi mà hoa anh đào nữa là người ta hay tới check in. Và đây là một cái hội trường, thì hôm nay thì nó không có sân khấu biểu diễn. Và theo như dự đoán thì hôm nay sở thú không có mở cửa mọi người ơi, đó là một câu chuyện rất rất là buồn. Hình như mình nhớ không nhầm là một năm rồi hay sao á, tại vì năm trước mình cũng có ghé vào công viên chơi, nhưng mà khi đó tại vì dịch corona nên là không có mở cửa, thì năm nay cũng vậy. Tại vì mình rất là thích đi ngắm thú lắm luôn á, nhưng mà nó không có mở cửa. Không gặp được thú nhưng mà vô tình thấy được một bé mèo ở trong công viên. Thì nói chung không phải là một bé đâu mà có rất là nhiều bé mèo luôn. Thì gần đó có một ngôi nhà dành cho những bé mèo hoang. Nếu mà mọi người hay đi ra ngoài đường á, thì mọi người dễ dàng sẽ gặp được những bé mèo như thế này nè. Bạn đó yêu thích mèo nhưng mà không thể nuôi mèo á, đa phần thì bạn ấy sẽ cho mèo đồ ăn, thức uống.
Vào mùa đông thì những bé mèo thường hay núp ở dưới xe ô tô, tại vì động cơ của xe ô tô làm cho bé mèo được ấm áp hơn. Mà mọi người thấy mèo Hàn Quốc như thế nào vậy? Mèo đúng mập phải không? Nhưng mà em này thì tính ra cũng không quá mập đâu. Trời ơi, lông mịn lắm luôn á, cảm giác như là em này bị lạc đường, không thể về nhà được hay sao á. Nhưng mà thấy ai cũng lại quấn quýt hết trơn. Video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà mọi người muốn biết về nơi nào ở Hàn Quốc thì có thể để lại comment ở phía dưới video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.